lấy chất lượng không ạ? Thực sự là cái bộ loa này nó quá chất lượng luôn. Thôi feel cái đã. Too deep to feel productions, where you find your emotion. Các bạn có muốn làm DJ không ạ? Trời ơi, chúng ta có thể chỉnh được trên điện thoại như này để mà chúng ta trở thành DJ. Các bạn nghe như thế nào ạ? Này, các bạn nhìn này. Mình đang làm DJ không chuyên đây. Tắt đi nhá. Các bạn có muốn thay đổi đèn LED không? Các bạn nhìn tiếp này, nhìn trống này. Này, nhìn này. Ui dồi ôi. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây thực sự là một cái mẫu loa mang đi du lịch quá là đỉnh cao của Sony luôn. Các bạn có thể nhìn thấy này, đầu tiên chất liệu nha các bạn nhé, là vải luôn nhé. Chúng ta sờ vào rất là sướng tay. Và đây có thể coi là một trong những chất liệu tương đối là cao cấp đấy. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có một cái tay xách như này. Kéo ra đây thôi là chúng ta đã có thể xách được đi rồi. Vô cùng là tiện lợi. Và cái loa này thì nó cũng khá là nhỏ gọn thôi. Đấy, và khi đi du lịch thì chúng ta quan tâm đến những điều gì nữa nào? Chúng ta quan tâm tới là cái mẫu loa này liệu nó có kháng nước kháng bụi hay không? Bởi vì biết đâu khi chúng ta đi party mà nhỡ may có một cơn mưa bất chợt đổ xuống thì sao? Yên tâm đi, mẫu loa này đã có kháng nước kháng bụi là IP67 luôn. Ngang với một số những mẫu điện thoại kiểu như iPhone 11 đấy nhá. Đấy, và cái mẫu này nó lại còn có cả thời lượng pin lên tới là 25 tiếng đồng hồ. Nghĩa là các bạn có thể nghe nhạc thoải mái trong cả ngày liên tục. Thậm chí là ví dụ như với bản thân mình, mỗi lần mở chắc là ngày anh em mình mở được tầm khoảng 3-4 tiếng nhỉ. Thì các bạn nghe cả tuần cũng không hết pin. Đấy, ở đây nó còn có cả megabass nữa. Các bạn mà bật cái này lên thì úi dồi, trống đập thình 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 luôn. Đấy, và có rất là nhiều các cái tính năng ở bên trong cái phần app này. Ngoài cái việc là chúng ta có thể điều chỉnh được giống như DJ thì chúng ta có thể điều chỉnh được các cái thao tác cử chỉ, thậm chí là lắc cái điện thoại nó sẽ như thế nào, nó power bài, nó chuyển bài hay nó nick bài cái thứ nữa. Rất hay luôn. Thôi, bây giờ Kha review tiếp cho anh nhá, review chi tiết hơn để cho các bạn nhá. Mình thấy là mang cái này về phát là anh em trong phòng là tranh nhau sử dụng luôn. Đấy. Và rất là cảm ơn Hoàng Hà Mobile đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Tất cả thông tin thì mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video. Các bạn có thể kích trực tiếp vào website của Hoàng Hà Mobile để có được mức giá tốt nhất nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ đánh giá cái chiếc loa này sau một khoảng thời gian trải nghiệm các bạn nhé. Thật sự rằng là cũng đã gắn bó hơn một tuần với em này. Đây là một trong những chiếc loa mình cực kỳ ấn tượng bởi vì âm lượng nó rất to và thiết kế nó rất đẹp. Sử dụng cái chiếc loa này mà để làm đồ trang trí nội thất trong nhà thì không còn gì để chê các bạn à. Đấy, và em này thì cái form thiết kế của nó giống như là cái trống cơm vậy các bạn à. Các bạn có thể thấy tuy nhiên thì nó sẽ không có hai cái dây dài để mà đeo qua cổ đâu. Nó chỉ có một cái quai sách như thế này thôi. Được thiết kế ẩn hiện rất là thông minh các bạn nhé. Đấy, sách nó lên là như thế này. Còn khi ấn nó xuống như thế này thì nó sẽ liền mạch với tổng thể thiết kế luôn. Trông rất là đẹp đúng không nào. Ở trên cái phần loa này thì chúng ta sẽ có là những cái nút như sau. Đầu tiên là nghe gọi này, tăng giảm âm lượng này, rồi là nút nguồn này, nút kết nối Bluetooth này, nút megabass. Thì đối với lại trên cái chiếc loa này, Sony đã để cái tính năng megabass ở một cái nút riêng như thế này các bạn nhé. Đó, còn về phần đằng sau, nói là đằng sau tại vì phần loa nó sẽ tập trung hết ở phía trước đây các bạn nè. Còn đằng sau thì nó sẽ không phải là cái nơi phát ra âm thanh các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có ba dàn cổng này, audio in này, jack 3.5 này. Rồi là cổng USB Type A này. Và cái cổng USB Type A này là để hỗ trợ sạc cho điện thoại đó các bạn à. Trong quá trình mà các bạn có hết pin hay là không có ổ cắm thì vẫn có thể sử dụng cái chiếc loa này để làm sạc dự phòng các bạn nhé. Rồi là cổng Type C để mà sạc này. Sạc được 10 phút và chúng ta có thể là nghe được 70 phút tiếp theo đó các bạn nhé. Tuy nhiên thì cũng không biết rằng là nó ở mức âm lượng bao nhiêu. Có cái nút Battery Care này để chăm sóc pin này, cũng như cái nút Light. Nút Light ở đây thì chúng ta có thể là tinh chỉnh được cái phần đèn LED ở hai bên thành của cái chiếc loa này, chỗ cái loa Spot á.
Đèn này là đèn RGB cho nên là nó có hiển thị rất là nhiều màu các bạn nhé. Bề mặt của chiếc loa này thì nó sẽ được bọc bởi một cái lớp vải dù rất là chắc chắn luôn. Và về cái mức độ hoàn thiện thì không có gì để chê cho một em loa thuộc cái phân khúc giá này cả. Bên dưới thì chúng ta sẽ có hai cái chân đế như thế này các bạn nhé. Hai chân đế cao su chống trơn trượt. Chất liệu của em này bao gồm là gì? Cao su này, vải dù này, đó, cũng như là nhựa. Kèm với đó là trọng lượng của em này là khoảng 3kg các bạn nhé. Nói chung là nó cũng phải hơi cơ bắp một tí. Giá thì có vẻ là hơi cao đấy, nhưng mà rõ ràng nó xứng đáng với lại cái mức độ hoàn thiện cũng như là một cái thương hiệu như là Sony. Sony thì quá nổi tiếng trong cái vấn đề là âm thanh rồi, nên thành ra là cũng không có gì để bàn cãi nhiều nữa cả. Và con này thì có một cái phần âm thanh cực kỳ chất lượng các bạn nhé. Trước khi nói về phần đánh giá âm thanh thì mình sẽ nói về những cái điểm khác, ví dụ như là các cái tính năng đi kèm. Con này thì có hỗ trợ là chuẩn kháng nước IP67 này, thì nó sẽ khá là phù hợp để chúng ta có thể mang ra ngoài bãi biển, hồ bơi cái thứ này kia, những cái bữa tiệc tùng party mà bikini cái thứ đấy, thì nó sẽ cực kỳ phù hợp với lại em này, tại vì em này có hỗ trợ kháng nước kháng bụi. Bluetooth cũng là Bluetooth 5.2 mới nhất này, cộng với đó là con này có thể nghe được 25 giờ. 25 giờ đây thì Sony không công bố rõ ràng là nó sẽ là nằm ở cái phần trăm âm lượng là bao nhiêu. Còn đối với mình nghe tầm dao động là khoảng 80-90% ấy, thì mình thấy rằng là nó không tới 25 giờ đâu. Nó cùng lắm thì rơi vào đâu đó là khoảng hơn 20 giờ thôi. Đấy, thì đây cũng là một cái tham chiếu thực tế, nếu mà so lại quảng cáo thì nó cũng phải lệch như thế. Và trên chiếc loa này nó sẽ có một cái công nghệ, đó chính là East Balance Speaker Unit. Thì với công nghệ này nó là sử dụng cái màng loa không tròn để giúp tạo cái áp suất âm thanh cao hơn, mang đến âm thanh chất lượng nó cao. Cái căn phòng mình đang test cái chiếc loa này nó sẽ dao động từ 30-40 m², và khi mà mở tầm 80-90 âm lượng nó phê lắm các bạn ạ. Còn con này thì mình để ý, mình thấy rằng là khi mà mở lên cái mức âm lượng 100 ấy thì cảm giác là cái chất âm nó kiểu nó bị hơi bị biến dạng nhẹ. Cái đây thì mình cảm thấy là nó khác so với lại những cái mức âm lượng nó thấp hơn thôi. Và với cái mức âm lượng 100 đó nó chỉ phù hợp để nghe ngoài trời thôi. Công suất của em này thì khoảng 17W thôi. Tuy nhiên thì nói chung là âm lượng khủng khiếp lắm. Đấy, con này mà khi các bạn đặt ở trong nhà thì các bạn cũng phải nghe ở cái khoảng cách dao động tầm khoảng là hơn 2m thì nghe nó mới đã. Chứ còn mà để đứng sát sát gần gần để nghe thì cảm giác nó sao sao ấy, nó không có phù hợp với lại em loa này. Tại vì em loa này là em loa tiệc tùng mà. Và cũng chính vì thế cho nên khi mà các bạn set up cái chiếc loa này thì nên để ở cái phần lưng này, cái phần cổng kết nối này vào ở sát bên tường hoặc là ở cái khu vực mà các bạn không hay đi qua các bạn nhé. Vì khi các bạn đi qua ấy thì chúng ta sẽ thấy này, một bên là cái phần loa, màng loa nó phát ra âm thanh, còn một bên là không có màng loa, nên mỗi lần đi qua đi lại cảm giác khó chịu lắm các bạn ạ. Đi qua phía đằng sau thì cảm thấy là âm nó bé hơn, rồi nghe nó sẽ không hay bằng so với cái việc mà khi chúng ta đứng ở đằng trước đâu. Nên đây cũng là một điểm các bạn lưu ý nhé, set up làm sao đó để nó nằm ở một cái không gian là cái phần mặt lưng này luôn luôn là ở rìa. Đấy, luôn luôn là ở rìa. Còn cái phần màng loa này thì nó sẽ hướng vào bên trong những cái khu vực mà chúng ta muốn phát ra âm thanh. Và cái chiếc loa này thì nó cũng sẽ sở hữu được hai cái ứng dụng đi kèm mình đánh giá rất cao đến từ Sony, là Music Center cũng như là VS Table. Thì hai ứng dụng này nó sẽ bổ trợ cực kỳ tốt với lại cái chiếc loa này khi các bạn kết nối các bạn nhé. Đều miễn phí trên App Store cũng như là Google Play. Đầu tiên là mình sẽ vào ứng dụng Music Center trước đã. Thì đối với lại ứng dụng này ấy, chúng ta sẽ có cái mục là Setting. Đây chính là cái mục mà chúng ta có thể tinh chỉnh được cấu hình âm thanh này ở cái phần sound đây này. Rất đáng tiếc là Sony không có hỗ trợ là có tiếng Việt trên cái em này, nên là thành ra là cũng hơi bị khó chịu. Nhưng tuy nhiên hy vọng trong tương lai nó sẽ có các bạn nhé. Đó, thì ở mục sound effect này chúng ta sẽ có những cái chế độ âm thanh như sau: Megabass, đấy là đây. Cũng như là chúng ta có thể là chọn chế độ live sound, tức là nhạc sống đấy. Phần custom này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là tinh chỉnh được ở cái chỗ là custom EQ này. Có thể là bass, treble, mid, đấy, ba cái giải này là chúng ta tùy chỉnh rất là dễ dàng luôn. Rồi là có cái mục DJ effect này. DJ effect này thì tí nữa mình sẽ qua cái app kia để mình làm nhiều trò hơn. Sang đến cái ứng dụng VS Table thì chúng ta sẽ có bên trong này là những cái phần tính năng rất là hay nhé. Ví dụ DJ control này, đó là chúng ta có thể là tinh chỉnh được này. Đấy. Thì ngay lập tức khi mà các bạn vuốt bên trong này thì nó cũng sẽ là tùy chỉnh cái cấu hình âm thanh với cái chiếc loa này luôn các bạn nhé. Còn về cái mục là Illumination, nó là cái mục màu sắc. Đấy, nó sẽ giúp cho đèn nó nhấp nháy như thế này. Đó, điện thoại nó hiển thị như sao thì loa nó hiển thị như thế. Còn về phần Custom Color ấy thì chúng ta có thể là tinh chỉnh màu như thế này. Đấy, cứ chọn màu như thế thôi. RGB cho nên là nó hiển thị nhiều màu lắm. Quá đã luôn, đúng không nào? Tiếp đến là phần Motion Control. Ở đây thì mình sẽ demo cái phần tăng giảm âm lượng thôi các bạn nhé. Còn chuyển bài với phát tiếp bài thì nó sẽ phát nhạc, nó ảnh hưởng đến bản quyền nên là mình sẽ không có mở. Đấy, đây. Đấy, lắc như này. Đấy, là nó sẽ đấy, tăng giảm âm lượng luôn. Rất là hay đúng không nào? Còn về phần âm thanh ấy
Thì mặc dù là mức giá của em này nó hơi cao, nhưng mà rõ ràng là cái chúng ta nhận lại nó cực kỳ xứng đáng các bạn ạ. Âm thanh nó rất là chất lượng luôn, kể cả ba giải từ mic, từ bass. Đấy, đây là hai cái giải mà cái chiếc loa này nó làm cực kỳ tốt. Còn trap thì đôi khi mình thấy là nó hơi bị nuốt chi tiết, tức là đôi khi nó sẽ không có thể hiện rõ như là mic và bass đâu. Tuy nhiên thì nói xét theo người dùng phổ thông ấy, cần một cái chiếc loa nó sập sình, nó khủng bố đi như cái chiếc loa này, thì rõ ràng là nó sẽ rất là phù hợp. Đấy, nó thiên hướng là nghe những bài hát sôi động. Bass của em này thì thôi, không có gì để chê cả, đập nó đập phải sâu xuống đáy luôn đấy, nghe rất là phê. Còn về phần mic cũng thế, tuy là bass rất ấn tượng như thế, tuy nhiên nó chắc chắn là không thể nào mà lấn át qua phần mic như là những cái sản phẩm rẻ tiền được. Đây là nó tách bạch hoàn toàn luôn, và mic thì nghe cũng rất hay, nó phù hợp để chúng ta có thể nghe được là những bài hát thiên về vocal, chất giọng ca sĩ. Cho nên là các bạn cứ yên tâm đi, về khả năng mà thể hiện chất giọng ca sĩ của em này thì khỏi phải bàn luôn. Nó phù hợp kể cả khi chúng ta nghe những bài hát sôi động, lẫn cả khi nghe những bài hát thiên về vocal, chất giọng của ca sĩ. Và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Sony XG300 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Thật sự rất chất lượng đến nhà Sony luôn đó các bạn ạ. Từ thiết kế đến âm thanh, đến những cái tính năng đi kèm, rồi là app hỗ trợ kết nối, thì nó cực kỳ là chi tiết để giúp cho chúng ta tinh chỉnh làm sao đó theo cái mức độ cá nhân hóa là tốt nhất.